Em thấy tôi mà chết cái thì không biết nó sống làm sao nữa. Thằng kia nó chưa nó còn nhỏ còn lo nên nó nữa. Mới học lớp 9 mà nghỉ. Nhiều lúc bệnh sáng bệnh cũng dán đi bán với số đâu là nghỉ đâu. Dạ. Mà giờ bán mình đã ít thôi. Là mình bán nhiêu hết nhiêu mà chứ đâu có trả người đó đâu. Nếu mà còn 20-30 tờ là chiều mình ôm luôn á. Ví dụ vậy. Dạ, lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến tất cả quý bà cô chú và anh chị. Và hiện tại Chọc cũng đang có mặt ở nhà của mẹ Vi. Xin mời quý anh chị xem cái hoàn cảnh và cũng như là cái câu chuyện của bé Vi, tại sao mà bé Vi có một cái hiện tượng như vậy. Thì em mời tất cả quý bà anh chị hãy tiếp tục xem video để hiểu hơn về người mẹ của Vi, sẽ chia sẻ về câu chuyện của Vi nha quý anh chị. Dạ, em chào chị. Rồi, chào. Dạ, thì hôm nay anh em cũng đến đây để mà có ghi hình về một cảnh của bé Bi á. Thì thấy sống một cái nhà hoang rất là tội. Có phải là chị là mẹ của bé Bi không? Phải, mẹ của bé Bi. Chị, xin hỏi chị là chị năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Nay 52 tuổi rồi. 52 ha. Thì cái đây là cái sau, đây là căn nhà của chị hả? Đây nhà mà đất của má cho rồi đó, dạ luôn á. Rồi ông xã chị đâu, có nhà không? Không có ông xã, có sống con mình với hai đứa con. Hai đứa con. Chị thường ngày là chị làm về công việc gì chị? Thì bán vé số ngày là được 100+ ngàn. Chị bán vé số hả? Cơm nước và giặt đồ lo nó nữa. Chứ nghĩa là chị bán vé số, chị là hãy lo cho bé Bi. Còn đứa em nữa hả chị? Đứa em nữa, học lớp 9 giờ nay nghỉ rồi. Không có học nữa. Nghỉ rồi làm gì chị? Tính đưa cho nó đi học nghề chứ giờ không có tiền học chữ nữa, với nó học cũng yếu á. Dạ. Học cho tới lớp 9 rồi giờ đưa đi học nghề. Và cái câu chuyện bé Bi như thế nào mà lại ra nông nổi như thế này chị? Chị có thể kể từ đầu đến cuối để cho nhiều của chú anh chị mà biết đến về cái bé Bi này không chị? Năm 14 tuổi học lớp 7 giờ nghỉ rồi xã Hân Long là đưa đi cho học nghề uống tóc. Dạ. Học nghề được năm thì về làm đâu được vài tháng. Rồi đi theo bạn bè đi chơi hàng đá giờ cái giờ bệnh. Lúc trước thì còn làm có tiền đi chơi, lúc này bệnh nuôi nay 6 năm nay nuôi nó không. Tên thật của Bi là Nguyễn Thị Tuyết Mai. Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quỳnh Thị Tuyết Mai. Năm nay bé Bi được bao nhiêu tuổi chị? Nay 28 tuổi. 28 ha. Thì trong quá trình mà chơi với bạn bè bao nhiêu lâu mà bé Bi mới bị dính vô cái phần đó? Năm 14 tuổi đi làm về 15 tuổi rồi chơi rồi dính luôn rồi. Rồi được mấy năm nay bệnh nay 7 năm rồi. 7 năm. Bị cái não nó bị như bệnh như dần thần kinh á. Dạ. Hồi lúc vậy hồi lúc cái nó quýnh hồi lúc xé đồ hổm đuổi đi ở nhà trọ có 2-3 tháng trời nữa. Tối với là chị đuổi đi hả? Nó đuổi đi á, qua nó quýnh nó dí á. Quýnh đuổi chị hả? Không có đuổi mà đi dí tối nửa đêm mới ngủ vậy nó quýnh mình à, đi đang ngồi đi ngang cái lấy cây đồng tay đập vô lưng cái. Ồ. Hổm á. Nhưng mà chị có đi chở bé đi khám bệnh này nọ chưa? Có đi khám mà giờ nó bệnh cái não nó chơi hàng vô giờ bị bệnh vậy đó. Yeah. Không có chơi thì nó khỏe, còn chơi vô thì nó sáng đêm nói chuyện nó chửi tối ngày. Yeah. 2 ngày mới hết. Nhưng mà mình có bác sĩ có nói là mình có một cái gọi là có cái gì để mà mình khắc chế hoặc là mình trị bệnh cho bé không? Thì giờ nó không bé này không có chơi nữa thì nó đỡ từ từ vậy đó. Dạ. Còn nó chơi vô thì cái não nó bị nhũng não rồi, như thuốc nó vô ở trong người nó bị nhũng là bệnh rồi. Dạ. Không có chơi thì nó khỏe người nó đỡ một chút, còn nó chơi vô thì nó bị nhảm rồi kia rồi nó về nó chửi rồi 2-3 ngày mới hết. Dạ. Bị bệnh rồi. Rồi mình có mua thuốc này nọ cho bé uống không chị? Lúc trước có mua thuốc cho uống, lúc này đâu có uống thuốc. Sao tại vì thuốc? Nó bị bệnh vậy là chắc không có uống thuốc nữa. Nếu mà nó không có chơi á, hàng á, tiếp xúc bạn bè thì nó bình thường. Ăn uống là được, còn nó chơi nó về là nó bỏ bao ngày nó chưa ăn nữa. Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ là theo như chị là người mẹ của Bi, là chị có biết được là bé hiện tại cũng vẫn còn chơi không hay là bỏ lâu rồi? Cũng không biết, nó chơi thì về biết, nó nhảm nó thức sáng đêm mà biết nó. Cũng như nó chơi là bạn bè nó bao cho nó chơi chứ mình đâu có cho tiền cho nó chơi đâu. Chỉ cho nó ngày 30 ngàn, 40 ngàn nó đi uống nước với chơi game thôi. Với 2 ngày mua cho nó lốc nước ngọt, rồi lo cứ cơm chiều. Sao chị không có biện pháp để mà giống như ngăn ngừa hoặc là này nọ trước bé? Ở xã có làm đơn hoài mà xã nó chừng nào nó đi xã khác mới bắt đưa đi rồi tới giờ luôn. Đó là vô xã hoài đâu có đưa đi đâu. Mà đưa đi phải tốn tiền. Một tháng đóng 5 triệu rồi đó đưa đi 2 lần. Đưa đi 1 lần 2 tháng đóng 10 triệu với thăm nuôi 10+ triệu thôi không có tiền cái dướng đi về. Cũng như là ở chổng là mấy đứa vậy là mình đưa chổng mấy đứa gia đình á, con quậy á, cái đưa chổng cho bớt quậy á. Dạ. Còn này nó đâu quậy nó đi ra đường vậy đó. Nhiều lúc lấy quần áo người ta dí quýnh nó nữa.
Có nghĩa là đi lấy quần áo, lấy đồ dột này kia đâu á, chứ không làm gì. Quần áo bận 5 ngày 10 ngày cái đem đốt chứ không đẹp. Lúc trước thì còn giặt, lúc này không giặt. Rồi bé ăn uống như thế nào chị? Chị nấu cho hả? Nấu cho ăn. Nhiều khi mua đồ về nó dành, nó nấu, mua thịt về chưa có rửa cho để về cái nó khổ vô nấu canh, nấu đồ, nó kho nó ăn. Rồi một cái hoàn cảnh của chị á là chị bán giấy số. Bán giấy số mà chị nuôi hai người con. Đúng không? Rồi chị nhắm nuôi nổi không? Thì nuôi cơm cháo gì cũng đỡ, ngày nào qua lấy chứ giờ sao giờ. Với bệnh hoài, bị bệnh đau khớp, với bệnh với mũi hồi đó giờ bị bệnh dữ hồi nhỏ tới lớn á. Dạ. Hai ba ngày sổ mũi ngày giờ bị đau khớp nhất mình mấy. Nên đâu có đi bán nhiều như người ta đâu, đi sáng đi cái lùa tới 9 10 giờ về. Về lo cơm nước giặt đồ cho hai đứa này. Nấu cơm là cho nó ăn không chứ nó đâu có nấu. Hay là mình có cái biện pháp mà giống như là mình cho bé đi cai được không? Giờ đi xã đi đưa đi được rồi mà xã đâu có đưa đi đâu. Đưa không đi có nghĩa là mình tự nguyện mình đưa đi. Không có, tự nguyện đưa đi phải đóng tiền. Tháng đóng 5 triệu đâu thiệt rồi đóng. Chứ bé tuổi của bé mới 28 tuổi hả chị? 28. À, một thiếu nữ. Hồi lúc năm 17 18 tuổi cũng vô xã đó vậy mà không có đưa đi. Tự nguyện mình đưa đi á, hộ nghèo nó gia đình hộ nghèo mình tự nguyện mình đưa đi mình phải đóng tiền ta. Còn mấy người nào mà chơi đi ngoài đường bắt thì là không có đóng tiền. Dạ. Yeah. Đỡ. Chị là có nghĩa là chị nó phát hiện là năm 18 tuổi hả? Năm 14, 15 tuổi. 14 tuổi, 15 rồi. Tuổi, năm tới năm nay là như tôi 13 năm rồi. Năm, mười mấy năm rồi. 13 năm. Mà điều lúc trước nó còn khỏe, nó còn đi làm có tiền được, có bạn bè. Từ 7 năm nay là không có bạn bè. Nó bệnh bây giờ không có bạn bè. Ủa còn ba của bé đâu chị? Mất lúc 5 tuổi bây giờ. 5 tuổi. Mà quê bé... ở trên Bầu Quệ ngay chỗ Ao Sen á, đường mình là ngay chỗ Cầu Dược là Nguyễn Linh nè. Dạ. Quê nội nó chỗ nó cũng gần đây á chị. Gần đây. Cô vậy là cô ở bình thường là cô ở đâu cô? Ở đây, ở nhà này. Ở trong đây hả? Ở nhà nè. Còn... ở trong đang sửa hả cô? Chị tại bữa hổm nhà bên đây dột giờ nó qua bển ở. Nãy nhà giờ bên, em cũng chưa vô nhà chị. Chị có thể dẫn bọn em vô nhà xem nhà chị như được không? Nhà trong lỏng gì? Mới sửa là đỡ chứ bữa hổm dột chứ rồi. Dạ. Hai bên nhất nè. Rồi, ở đây cái bếp nhà chị đây á hả? Mưa đem ra ngoài nấu đỡ chứ đâu, chỗ này đâu có nấu. Sữa, trong đang sữa. Chén rồi để đây luôn nè. Có, bếp nấu hồi đó giờ đó đó. À. Hồi các nhà là tại vì tấm bếp mượn á nó dột rồi. Rồi bữa hổm kêu thợ lại mượn hai nhà rồi chưa có trả tiền á mà nghỉ hết. Chị ngồi đây đi. Rồi. Cái nhà này không có vách luôn không? Bếp nhà này không có vách nè. Bên đây cũng vách mượn. Tôn. Không có gì hết đâu. Tôn này lủng lỗ. Còn đây là cái nền xi măng. Cái thẳng là cái nền xi măng. Mưa nước ngập à. Chuột tò nó bươi à, nó làm hang dưới đây luôn nè. Rồi bánh để chỗ thổ cúng mà. Rồi canh nó không canh lắm, tha không tiêu. Ở nhà vệ sinh mình tuốt ngoài kia hả chị? À. Đỡ thôi chứ tháng mưa hết đi được hả? Mình có điện nước gì không? Rồi ăn trên kia nghỉ xíu được không? Ăn sửa nhà nghỉ xíu tí là được. Không làm. Ta đang làm. Để làm cho xong. Thì cô chú anh chị nhà của mẹ bá Vi cũng đang sửa tại vì mấy tôn nó bị dột á. Cho nên là hơi sầm, cũng mong cô chú anh chị xem thông cảm giùm anh em. Nhà thì anh thấy một cái chiếc TV. Em vô nhà chị thật sự ra khi mà em nhìn thấy cái nhà chị hình như là không có cái món gì gọi là giá trị. Em thấy như có quạt máy thôi. Một máy thôi rồi, người ta cho. Nói chung đồ người ta cho không à, không có mua đó không có mua vậy. Rồi cái nhà hết người nấy. Cái nhà mình như vậy là thường chị ngủ ở đâu trên giường này ha anh? Ngủ liên quan lúc trước với Vi ngủ liên quan rồi nó qua bển liên quan ngủ. Rồi tháng mưa chị có dột không? Em thấy nhà chị lủng lỗ nè. Đi ra ngoài giỏng nằm hết mưa vô. Cái giỏng ngoài che á nên mình lấy tấm mũ che trước á cho nó không nắng á. Thấy lủng lỗ tùm lum hết. Trời mưa là khỏi ngủ cho mấy nằm hai mươi con nằm. Thấy anh em nói chuyện với chị bây giờ chị xúc động quá chị khóc luôn rồi quý vị ạ. Chị thấy mấy năm rồi thân quá chị khóc luôn rồi. Nói chứ giờ là làm ngày nào hết ngày nấy mà đi mượn tiền sửa rồi cũng được, bữa hổm kêu hai ông thợ ra làm cái không có tiền trả không nghĩ hết. Làm giùm cho xong đi làm nửa chừng cái bỏ luôn. Thì tất nhiên làm cha làm mẹ. Nói làm nhà vậy là mừng rồi đó, chứ mấy năm trước là làm rồi cái hai bên này nè, tao đâu có ém vách đâu. Để dột được không rồi đấy. Hồi đó lấy hai tấm mũ che mới dở ra đó. Phẩm nhà còn thấy ghê dữ nữa. Nhưng bây giờ thì gia cảnh mình cũng rất là khổ. Cho nên là Bi cũng xảy ra cái chuyện mà chơi những cái chất cấm á. Thì mình cũng không có khả năng để mà mình đưa bé đi
chữa chị hả chị ha? Nó chứ nó đâu có chữa đâu, tự động nó không có chơi thì nó hết hà. Dạ. Nó chơi thì nó bị vậy thôi, chứ đâu có bệnh gì đâu, mình nên bác sĩ chữa bệnh. Ừ. Nên là trường hợp là đừng có chơi đó nữa thì nó đỡ. Giờ nó bị cái não nó bị hư luôn rồi. Chơi dạ, em thật sự ra khi mà em nói chuyện với chị nãy giờ, mà anh em nói thật nha, chị nãy giờ em hỏi và anh em ghi hình á, mà em thấy chị khóc rất nhiều, chị suy nghĩ tại sao mà chị lại khóc, về cái vấn đề nào chị? Nhà cửa gì lớp nói thì em phải tôi mà chết cái thì không biết nó sống làm sao nữa. Thằng kia nó chưa nó còn nhỏ còn lo nên nó nữa. Mới học lớp 9 mà nghỉ. Nhiều lúc bệnh sáng bệnh cũng dán đi bán với số đâu rồi nghỉ thôi. Dạ. Mà giờ bán mình đánh ít thôi. Rồi mình bán nhiêu hết nhiêu rồi chứ đâu có trả người đó đâu. Nếu mà còn 20-30 tờ là chiều mình ôm luôn á. Ví dụ vậy. Bây giờ chị có mong muốn thằng em của bé Bi đi học lại nữa không? Nó giờ nó học chữ nó ngán rồi, cho nó đi học nghề. Rồi nó đi học nghề chứ nó không học chữ nữa. Lên trên trường Trần Đại Nghĩa học á. Mà giờ còn thiếu tiền, chổng rồi chưa giúp học bạ, thiếu tiền chưa, hôm nay chưa giúp. Năm nay thì đóng hết rồi, năm giờ còn thiếu. Yeah. Mình giúp mình phải đóng tiền ta đủ, mình mới giúp học bạ về, mới làm hồ sơ nộp trển học nghề. Tại vì còn lâu, tới tháng 9 mới tụ trường nữa. Sau khi mà bé Bi á chị, chị phát hiện là bé lúc mà 15 tuổi có chơi những cái thành phần không tốt á, sao lúc đó mình không ngăn ngừa? Nó đâu nghe lời đâu, đi luôn hồi nó không có nhà, lúc đó đi 4-5 năm luôn. Nó theo bạn bè nó đã sống ở nhà trọ á, thì đi kiếm nó đã rồi thôi, không được bỏ nó. Hồi lúc sanh cái thằng nhà này là thằng kia bé Bi tự tu tí. Yeah. Rồi cái thằng em nó cũng tu tí, tôi cũng tu tí. Giờ lúc sanh thằng này xa ra là 12 giờ phía mà con chạy đi kiếm nó lên xem ra nó chào chào thôi về luôn. Dạ. 10 giờ phía 12 giờ phía đây này đi xe đạp kiếm nó, kiếm giết thôi họ bỏ luôn kiếm nữa. Ừ. Nên chợ này em kiếm là đi tùm lum á. Như vậy là ba mẹ con đều tuổi tí hả ba? Ba mẹ con tuổi tí thôi. Ba mẹ con tuổi tí là tuổi rảnh nha. Đúng không? Dạ. Tuổi rảnh nữa. Tuổi chỗ. Tuổi chỗ. Ba tuổi chỗ. Tại mới là gắn. Từ nó nhà mình không có của, nó không có quậy gì mà nó khổ rồi, nó đi ra đường con gái. Rồi mấy năm trước nó đi mất tháng rưỡi trời, nó bị mấy người kia bắt cóc đi bán số á, rồi sao tự động nó về, tưởng là nó chết luôn rồi chứ. Ghê. Đi mất tháng rưỡi luôn. Không biết luôn. Là có nghĩa là có những thành phần khác mà bắt có bé. Mấy, không có mấy cái thằng cũng như cái dạng chơi như nó. À. Bắt nó đi giờ nghe nói vậy nó kể nghe nó cũng như nó đi giật cái số người ta về bắt nhỏ này đi bán cái tiền. Ôi. Nghe nói vậy. Nó làm cực khổ lắm, giờ sang bữa nó kêu xe đơm chở về đây mở út nó bán trái cây trong chợ lông, nó trả cho nó 50 ngàn, nhưng rồi có 50-60 ngàn xe đơm á. Yeah. Nó về có hai bữa sau mấy thằng nó đi kiếm rồi thôi, thôi nó không đi nữa, tưởng nó đã có mất luôn rồi chứ không có điện thoại gì về chứ tháng rưỡi luôn, nay cũng 4 năm rồi. Mà giờ em thấy nó bé Bi nó cũng thương chị vậy nhỉ. À đưa giữ cho đó. Nó tiền nó quăng nó cho chị nó luôn. Giữ cho nó và mua đồ. Cái à. Lúc hổm thì ngày nào cũng đi lấy 30 ngàn, không ăn chửi có đầu cái nay ngày nghỉ rồi đi. Cái này hổm nay có 2 tháng là ngày nghỉ rồi đi chứ không có ngày nào đi, hôm qua nghỉ cái nay đi á. Đi qua bên tiệm game chơi rồi đi đâu vòng vòng lên mà đất mới thì bộ tới phim mới về. Thường bé Bi đi á chị có đi theo để xem bé gì đi những đâu không? Không, lúc trước hay lúc đầu có theo, lúc này đâu có theo. Hỏi đi nó đi theo chị, nó biết nó chơi bên tiệm game. Có qua lúc hổm xem ra kiếm á thì nó chơi bên tiệm game. Rồi xong rồi nó đi. Đi cùng xứ. À có nghĩa là bé Bi này là hiện là đang dính vô chất cấm và nghiện game nữa hả? Ừ, thì yeah. Nó đi buồn nhà hỏi không có vô tiếng không có gì vậy chứ mà không có điện thoại chơi phải. Yeah. Đi chơi game rồi chơi. Thôi chị ơi, ngồi ở trong đây thật sự rồi, nó nóng lắm. Chơi em mời chị ra ngoài trước ha. Dạ. Thật sự vô nhà chị là em không có cái gì luôn, không có tủ lạnh, không có tivi, có tivi mà không. thời ngày xưa tới giờ. Tivi hư rồi mà. Hư luôn hả? À, tính em giờ được gia trai 10 ngàn cũng không mua nữa, tính. Yeah. Em đi bỏ ngoài thải rác mà. Mà tính phải thia đem đi bỏ mà hôm nay không có không đi nữa. Hiện tại á chị, căn nhà của chị hiện tại bây giờ là chị ở với ai? Ở với bé Bi với thằng trai. À con trai, còn bé Bi là em thấy là ở bên một cái căn nhà hoang bên này. À, nó qua bển nó ngủ chứ nó qua đây nó ăn uống. À có nghĩa là Bi là cũng ăn uống thì ở đây. Ừ. Nhà chị còn tối là qua ngủ bên kia. Nó bển thoải mái với bển không có dột, ở đây tối dột đâu ngủ được, không. Dạ. Mưa á. Bển. Dạ. Thì dột này cũng đỡ hơn. Còn... ví dụ chừng nào mưa tạt hai bên nó mới dột vô chỗ Bi ngủ, còn bình thường thì nó không có tạt. Dạ.
là ở khúc trên này, ở trước sau lưng chị ngồi là không có bị nhờ mưa không có dột. Mà khúc là từ khúc đó vô trong thì mưa lại dột đúng không? Cũng nhiều khi cũng dột mà ít lắm. Thí dụ hết mưa mình ra nằm xong mình vô nhà lao rồi ngủ tiếp. Dạ. Năm mấy năm rồi. Rồi gia đình của chị ở đâu? Quê ở đây, nhà ở đây. À đây hả? Còn có bà con hay là chị em mình có giúp đỡ mình không chị? Không, chị em thì thí dụ có cho bánh trái vậy thôi chứ đâu có giúp đỡ, cũng khổ mà. Ai làm nó ăn chứ đâu có giúp đỡ vậy. Nói chung chị em ai cũng khổ cho nên không giúp được cái gì mình giúp thôi. Mình làm mình ăn ngày nào ăn ngày nấy, còn người ta nhiều lúc nhiều người nhà giàu người ta đi buôn bán bà chiều ta đóng góp sách một lum á. Còn mình đâu có mượn ai đâu, làm nhiêu ăn nhiêu à. Mốt bệnh đau tính sao chứ giờ. Không có thiếu tiền ai, không mượn ai. Mượn đâu có trả nổi đâu mượn. Như theo cái nguyện vọng của chị hiện tại bây giờ, em có ghi hình lên. Nếu mà cái nguyện vọng của chị ước là chị ước một cái điều gì? Ước cho sửa cái nhà, đừng có dột với nói cho mấy bi lên trường. Nếu mà ai đề nghị cho gửi lên được cho nó lên trường, cho nó cũng như cho bên lao động nó làm việc này kia đó. Đặng cho đỡ nó, đặng cho nó không đi. Nhiều lúc nó đi ngoài đường, sợ mấy người này kia dụ nó đi á. Nhưng mà theo cái mà cho bi lên trường là trường gì? Nó giờ nó trường cai nghiện mà. Trường đúng rồi, trường cai đúng không? Mà cũng có bên nó cũng cho làm lao động á. Dạ. Cho nó ở chỉnh. Mình biết là ví dụ tháng mình lên thăm lần thì mình khỏi lo. Rồi về ở đây tôi còn có khỏe, có con khỏi lo nó, mình đi làm mình sống. Ý là chị muốn được cho bé Bi lên trường vừa cai lại vừa được học nghề, nhà nước nuôi nó, học nghề luôn. Nó cho nó làm lao động. Đúng rồi, cái cách giờ dạ, bây giờ á một cái mô nó cho nó không có đi ngoài đường. Cái quan trọng đầu tiên á bây giờ mình giải quyết cho bé Bi nè, để cho bé nó tinh thần nó thoải mái. Với phần nữa tuổi lấy đồ dục nữa, người ta quýnh không có ông kia can quýnh. Tuổi gái thiếu nữ mới 28 tuổi à. Chưa có lập gia đình nữa. Rồi cho nó đi lên trển thì ở nó học nghề, họ làm lao động cũng được, rồi từ từ nó bớt nó khỏe. Nó không có chơi nữa, nó không đi ra ngoài đây, nó không ai dũng nó chơi á. Nó sẽ hết bệnh. Chứ nó đâu có bệnh gì đâu mà chị. Chơi thì già hoài thì bị nha. Chơi cai tội nghiệp bé. 250 ngàn là nó mua chơi được rồi. Nhiêu? 250 ngàn. Nhưng mà mình bây giờ mình không cho tiền. Có bạn nó bao, nó ái mà nó đi ra bây đường. Bây giờ chạy đâu rồi? Chạy đi đó hả? Đi giờ đi bộ qua bên chỗ 40 mẫu á, ngay chỗ đường qua chợ Thượng Đạt lên quẹo lên cái cầu á. Tại vì hồi nãy á là em nói như nè, bé em có cho bé ít tiền để mà bé ăn uống để mà dầu dưỡng sức khỏe, bé rất là ốm. Bé nó để ăn tí cầm tiền đó để mà đi xem phim. Đi qua bánh chơi game mấy chục ngàn à. Giờ ví dụ mua đồ chiều mua đồ vịt á, nấu sẵn cái tối về lục lục ăn. Dạ. Có những lúc ngủ có để đó nó lục nó ăn. Hôm qua cũng mua thịt á, nấu với củ cải cho nó ăn á. Nếu mà bé mà bé Bi mà chơi game á là mình cũng không cũng yên tâm chị, mình sợ là bé chơi những cái thành phần khác thôi. Chơi game như giờ thấy nhiều người cũng chơi game nhà, tại không có vô tiếng, không có máy gì đó. Mà đều sợ nó đi ra đường mấy bạn bè nó vũ mấy người trai á, vũ nó đi chơi bỏ tiền ra chơi á. Dạ. Rồi mới sợ vậy thôi. Chúng bạn bè xấu cũng chơi này nọ. Chơi. Chứ nó đâu có tiền đâu mà chơi. Nó đi xin với mấy thằng trai nó, tại nó gái mà mấy thằng kia bao. Đi nhiều khi tới 10 bữa nó đi lúc nãy đi tới 9-10 giờ về trong nó về biết nó lục lục đốt đèn lên thôi. Dạ. Mở bữa thì bữa nó ông chủ không phá cửa, ông đâu chở nó đâu cũng xuống phá cửa rồi. Là có nghĩa là căn nhà này là ông chủ sẽ khóa cửa không cho baby ở nữa. Ông nói không về đâu, ông kêu chính quyền tới giải quyết. Nó tại vì hôm nay không có thợ làm thôi, để hết tháng này đi người ta chủ nhật này người ta lại người ta làm mày dọn đồ baby qua. Bỏ bớt ba cái cha cồn vô đầu để quá chừng luôn. Vợ là nó chửi thôi để yên nguyên cho nó. Tính cái lưu quăng này cho nó với cái ghế á. Đem qua nó gian mùng cho nó với cái ghế nó cho nó để đồ. Hết dọn mà mới dọn nó qua được. Hôm nay tháng mấy rồi. Cái ông kia, mấy ông kia làm nay là bữa 24 mà nói nay là 16 là chẳng như 3 tầng rồi. Làm vậy cái nửa chừng bỏ chạy không. Tại vì khi mà nãy em có ghi hình và mấy bi thì em cũng không biết là nhà chị như thế này. Gái cho nó đưa có ai đưa đi giùm cho nó lên trường cai nghiện đi rồi. Nhà cho nó lao động chảnh thì đỡ. Cho thì cuộc đời sau này tươi đẹp hơn, còn lập gia đình chứ chồng con. Chứ nó ở nhà nữa. Hoài nó đi ra đường cái gặp mấy bạn xấu là vũ nó qua. Mà không có lợi kiếm một cho phía lợi cái đuổi về. Một cho phía chạy xe ăn khôn lắm, nó chạy tới Gò Mã đó, cái đậu xe nó dắt bộ. Cái bữa ra cái hỏi đi đâu, tôi nói đi đâu giờ này đây, đi về đi. Cái hầm là ở đây tao mất xe lắm, đừng đi lại tới ban đêm ha. Dạ.
Dạ thì chị cho phép bọn em đăng tải những cái video của chị và baby lên để nếu mà có duyên thì có những cô chú anh chị nào mà thấy hoàn cảnh mình thương thì sẽ hỗ trợ. Chị cho phép bọn em đăng tải những cái video của chị với baby lên trên mạng không ạ? Rồi cho nó. Dạ. Có người giúp đỡ giùm có cho baby đi với có nhà ở nhà đựng dột rồi được rồi, cảm ơn rồi. Dạ. Vô vậy, dột là ở là có gì mình đi buôn bán mình làm nó ở nhà được mình yên chí. Dạ, vậy em cũng xin chân thành cảm ơn chị. Chúc chị cũng luôn luôn có sức khỏe để mà chăm lo cho bé hai bé ha. Rồi, baby và một của em nữa. Dạ, em xin chào chị nha. Dạ. Dạ.